Chào anh em đã trở lại kênh của mình ha. Video này mình chia sẻ cho anh em một ứng dụng chỉnh sửa video có thể xuất được video 4K trên điện thoại có cấu hình thấp. Hiện tại thì mình đang chia sẻ cho anh em bằng con Android 7.1. Đến thời điểm này thì 7.1 đã trở thành cùi bắp rồi. Việc để một cái điện thoại cùi bắp xuất được video 4K vấn đề nan giải nghe anh em. Để xuất được video 4K thì anh em tải giùm mình ứng dụng này, Viva Video. Ứng dụng này có trên cửa hàng Zplay, nhưng muốn xuất được 4K thì anh em phải sử dụng bản mod. Và ứng dụng này mình đã để dưới phần mô tả của video, anh em cứ lấy về và sử dụng. Trong video mình chỉ chia sẻ cho anh em cách xuất được video 4K cho một video có sẵn. Về cách chỉnh sửa anh em có thể tìm hiểu thêm. Bây giờ mình sẽ bắt đầu. Mình sẽ lấy một video đã chuẩn bị sẵn. Kiểm tra về độ phân giải. Video này có độ phân giải là 1920x1080 là Full HD. Còn chất lượng 4K sẽ có độ phân giải là 3840x2160. Rồi, anh em bắt đầu mở ứng dụng Viva Video. Chọn dự án mới. Chọn video đã chuẩn bị. Anh em chọn lưu. Ở đây có 4 độ phân giải, anh em muốn xuất video loại nào thì chọn. Mình sẽ chọn 4K. Anh em chọn OK. Như vậy anh em cứ đợi video xuất nữa là xong, rất là đơn giản. Mình chỉ chia sẻ cho anh em cách xuất được video 4K, nên các phần khác mình không đụng vào luôn, cho anh em dễ hiểu. Anh em có thể tự tìm hiểu về cách chỉnh sửa trên ứng dụng này. Mình thấy nó cũng có nhiều cái điểm tối ưu tương đối. Anh em có thể sử dụng để chỉnh sửa video. Anh em lưu ý là phải là phiên bản mod mới xuất được 4K. Còn ứng dụng anh em tải trên cửa hàng CH Play là không được nghe anh em. Và tùy vào nhu cầu của anh em có thể làm video độ phân giải 4K. Riêng theo mình, anh em xuất video 1080 Full HD cũng là OK lắm rồi. Khi anh em thấy như thế này, tức là video đã xuất thành công rồi. Mình sẽ thoát ra để kiểm tra. Video vừa xuất xong ở đây, độ phân giải là 3840x2160, này là 4K nghe anh em. Vừa rồi mình chia sẻ cho anh em cách xuất được video 4K trên điện thoại Android có cấu hình thấp. Nếu anh em thấy thích cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ mình. Hẹn gặp lại anh em ở video kế tiếp. Xin chào.